ăn tốt nhưng mà tính chưa chắc là tính nhiều khi họ này họ kia nữa. Ơi thì nó không cái đình đình bây giờ là làm ví dụ như năm tự nhiên kêu ông không ông chủ mua đó ông chủ mua để coi tương lai nó sẽ có cái gì. Đó, tao nói là không ví dụ mua đó. Không chỗ mua ví dụ lo mình chiến thắng là ví dụ đi đường là cũng được cả ví dụ đi mà không có công an được làm đúng không mình hy sinh đúng không mình đã có con rồi đúng không hy sinh đúng không hy sinh mình quen người này người kia đúng không mình tích góp và ở đấy hay cái gì đó ví dụ đúng không con nó khả năng của hắn rất là cao đủ đủ cái điều kiện một cái thể lực người đó là nó tích góp lại đúng không một cái vốn để mà mình kinh doanh mình làm ăn mình rảnh đúng không mình ban đêm mình chơi hoặc là khi mua ái thì mình kiếm thương hiệu đi mình kiếm thương hiệu đi rồi sau đây hoặc là mình kinh doanh một cái gì hoặc là mình mở một cái tiệm gì đó mình bán có cái tay của mình hoặc là mình gây ái mình kiếm nói gì đâu vậy? Vào chắc chắn là ổng không cho ai thì ý là ông nói đi nè chắc chắn là ổng nhưng mà na na im lặng luôn nếu mà im lặng luôn chẳng sợ luôn ví dụ như
Ừ.